Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục của luật sư FDVN với những thông tin pháp luật hữu ích liên quan đến nhiều đối tượng. Và sau đây là nội dung chính của video ngày hôm nay. Thưa quý vị, việc đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp là việc đảm bảo cho người lao động khi không may gặp rủi ro, khi họ mất khả năng làm việc từ các quỹ bảo hiểm. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng các quyền lợi khi họ bị giảm thu nhập do bệnh tật, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc tử vong. Vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người lao động như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng luật sư FDVN tìm hiểu về vấn đề qua bài viết dưới đây. Thứ nhất, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và tỷ lệ đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 58 quy định về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp, quỹ hưu trí tử tuất, quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được giảm hoặc tạm dừng đóng. Cụ thể, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp, đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Toàn bộ số tiền doanh nghiệp được giảm được dùng để hỗ trợ người lao động phòng chống đại dịch COVID-19. Giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động. Đối tượng áp dụng: người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Thời gian thực hiện 12 tháng kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Thứ nhất, đối với người lao động Việt Nam, người lao động thông thường. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, áp dụng tỷ lệ 0,5% hoặc 0,3% nếu doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, áp dụng tỷ lệ 1%, cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Nếu doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì chỉ phải đóng 0,3%. Thứ hai, đối với người lao động nước ngoài, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, áp dụng tỷ lệ 0,5% hoặc 0,3% nếu doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thứ hai, mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Căn cứ điểm 2.6 khoản 2 điều 6 quyết định 595 có quy định mức đóng bảo hiểm xã hội như sau. Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề, kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề, phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phải cao hơn ít nhất 5%. Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Về mức lương tối thiểu vùng, hiện nay mức lương tối thiểu vùng áp dụng vẫn tiếp tục thực hiện theo Điều 3 Nghị định 90/2019 của Chính phủ như sau. 4.420.000 đồng trên một tháng đối với doanh nghiệp thuộc vùng 1, 3.920.000 đồng trên một tháng đối với doanh nghiệp thuộc vùng 2, 3.430.000 đồng trên một tháng đối với doanh nghiệp thuộc vùng 3, 3.070.000 đồng trên một tháng đối với doanh nghiệp thuộc vùng 4. Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối đa là 20 tháng lương cơ sở, theo khoản 2 điều 6 quyết định 595. Theo Nghị định 38/2019 của Chính phủ, quy định mới nhất về mức lương cơ sở cho người lao động là 1.490.000 đồng trên một tháng. Do đó, mức lương tháng cao nhất đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 20 x 1.490.000 đồng bằng 29.800.000 đồng trên một tháng. Như vậy, bài viết trên của luật sư FDVN đã thông tin chi tiết đến mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cũng như đơn vị sử dụng lao động. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!